Xin chào khán giả đang theo dõi chương trình Lời Tự Sự trên sóng VTV Đài Truyền Hình Việt Nam. Mạnh Khang rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng quý khán giả. Và với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn cùng quý vị gặp gỡ một người nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực sân khấu truyền thống, đó là bộ môn chèo. Và người nghệ sĩ này thì có một cái điều đặc biệt, đó là lan tỏa cũng như là giúp cho bộ môn nghệ thuật chèo này đến với nhiều khán giả hơn thông qua nền tảng mạng xã hội, thông qua rất là nhiều những cái cách tiếp cận ở trên không gian mạng. Và đó là ai thì hãy cùng theo dõi một đoạn clip ngắn ngay sau đây. Nghệ sĩ ưu tú Thu Hòa sinh ra ở Đông Hưng, Thái Bình, một trong những chiếng chèo nổi tiếng, nên từ nhỏ Thu Hòa đã sống trong không khí của chèo bởi cả gia đình đều yêu thích bộ môn nghệ thuật này. Khi xem Thu Hòa diễn chèo, khán giả và nhiều đồng nghiệp nhận xét chị có giọng chèo hay, vừa diễn xuất rất nhuần nhuyễn, chuyên nghiệp. Cùng gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Thu Hòa trong Lời Tự Sự hôm nay. Ngay bây giờ thì trong trường quay của chương trình Lời Tự Sự xin được chào đón nghệ sĩ ưu tú Thu Hòa. Chào mừng chị đến với chương trình. Chào Mạnh Khang và xin chào những quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Rất là vui khi ngày hôm nay có một người nghệ sĩ mà giống như Mạnh Khang có chia sẻ, đấy là một nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực về sân khấu truyền thống và đang có rất là nhiều những cái hoạt động để lan tỏa đến khán giả thông qua nền tảng số, thông qua mạng xã hội. Và hy vọng rằng là với câu chuyện ngày hôm nay thì chị Thu Hòa sẽ có thể mang đến thật nhiều những thông tin cho khán giả, cũng như để khán giả hiểu hơn về công việc cũng như là về niềm đam mê của mình với bộ môn nghệ thuật chèo này. Đầu tiên thì có lẽ là Mạnh Khang rất là tò mò, không biết là chị Hòa đến với bộ môn chèo này từ năm nào ạ? Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì Thu Hòa mới bắt đầu vào theo đuổi môn nghệ thuật hát chèo, tức là năm Thu Hòa 18 tuổi. Và cho đến thời điểm hiện tại thì Thu Hòa cũng đã có 23 năm theo đuổi của bộ môn nghệ thuật hát chèo này. 23 năm rồi. Mặc dù trông rất là trẻ đấy ạ. Và những cái giải thưởng trong cái hành trình 23 năm đó để lại cho mình những cái cột mốc mà đáng nhớ, đó là những giải thưởng nào? Những giải thưởng mà quan trọng trong sự nghiệp của Thu Hòa thì đến thời điểm này thì Thu Hòa được 1 huy chương vàng và 3 huy chương bạc. Và năm tháng 3 năm 2024 vừa rồi thì Thu Hòa được Chủ tịch nước trao danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Rất là vinh dự đúng không ạ? Và nỗi sợ lớn nhất của nghệ sĩ ưu tú Thu Hòa đó là gì ạ? Khi mà mình hát mình quên lời, hoặc khi lên sân khấu mình thoại lời mà mình quên cái lời của nhân vật. Đấy là cái điều mà không chỉ Thu Hòa, chắc chắn là những bạn nghề cũng đều lo lắng về cái vấn đề đấy. Bộ môn nghệ thuật chèo này thì nó có điều gì mà khiến cho nghệ sĩ ưu tú Thu Hòa hấp dẫn và yêu thích là như thế? Đối với Thu Hòa thì bộ môn nghệ thuật hát chèo này, nếu như mà mọi người mà nghe nhiều thì sẽ bị thấm, bị ngấm. Và khi ngấm rồi thì sẽ có thể bị nghiện. Với Thu Hòa thì sau 3 năm học ở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình thì mình càng học thì mình lại càng thấy yêu môn nghệ thuật này hơn. Yêu từ cách luyến láy, rồi yêu những cái nhân vật mà mình diễn, lúc buồn, lúc vui. Đấy, và cái cảm xúc của nhân vật mình diễn thì đương nhiên là mình phải tìm hiểu nhân vật và mình phải hóa thân vào nhân vật. Và nhân vật nào là nhân vật mà mình cảm thấy tâm đắc nhất, mình đã diễn rất thăng hoa nhất ạ? Với Thu Hòa thì Thu Hòa cũng có rất nhiều những cái vai diễn mà Thu Hòa tâm đắc. Nhưng cái vai mà Thu Hòa tâm đắc và cảm giác diễn một cách thoải mái nhất thì lên cái vai Thị Nở. Và cái vai diễn Thị Nở cũng là một cái vai mà nó hơi cá tính một chút. Nó đúng gọi rồi, là trong tính. Chèo thì nó sẽ là vai Thị Lệch đúng không ạ? Vai nữ lệch gần như là cũng vai cá tính. Nhưng mà với cái cá tính mà nó lệch như thế thì so với cái gọi là cá tính bên ngoài của mình ấy, thì nó có điểm chung nào không ạ? Cũng có điểm chung, bởi vì cũng có rất nhiều những nghệ sĩ đã thành công ở cái vai diễn Thị Nở này rồi. Và mỗi người diễn theo một cái phong cách khác nhau. Nhưng với chị thì chị ngoài cái hình tượng mà tác giả cũng như là đạo diễn muốn dựng lên một cái vai Thị Nở này, là một cái vai diễn mà mộc mạc thô kệch. Thì với chị thì chị lại muốn diễn một cái cô Thị Nở này có cái sự trẻ trung, dí dỏm và trong sáng.
Đấy, và chị tập trung khai thác vào cái yếu tố đấy nhiều hơn. Và đấy là những cái câu hỏi rất là nhanh để quý khán giả biết thêm được thông tin về nghệ sĩ ưu tú Thu Hòa. Còn bây giờ thì Mạnh Khang lại rất là quan tâm, không biết là cái cơ duyên để đưa một cái cô bé khi mà tốt nghiệp cấp 3 đến với bộ môn nghệ thuật chèo là từ đâu ạ? Chị nghĩ là cái cơ duyên là như thế này. Nhà ngoại nhà chị thì cô cụ ngoại trước cũng là chủ một cái gánh hát chèo tại Hà Nội. Và chị nghĩ rằng là chị cũng may mắn được thừa hưởng từ cái gen của cụ ngoại. Nghĩa là từ nhỏ là mình được lắng nghe, mình được tiếp xúc với bộ môn nghệ thuật chèo. Từ nhỏ thì mãi sau học hết cấp 3 thì chị mới đi chính thức đi học hát chèo. Nhưng cái thời mà còn bé xíu ấy là chị cũng tham gia vào những cái chương trình của thôn, của xóm. Rồi khi chị học trường cấp 2 thì chị cũng tham gia vào những cái chương trình hát của trường, văn nghệ của trường. Lúc đấy mình có hát chèo không? Chị không. Chị chỉ hát những cái làn điệu, những cái bài hát mới hoặc những cái bài hát mà trong chương trình học ấy. Ví dụ như là Mùa Xuân Nho Nhỏ này. Đấy. Rồi là bài Vào Lăng Viếng Bác. Nghĩa là mình toàn hát những cái ca khúc nhạc nhẹ, nhạc trẻ đấy. Nhưng mà thế thì điều gì lại khiến cho mình quyết định để lựa chọn theo đuổi với bộ môn nghệ thuật chèo? Chị nghĩ rằng cái này nó là một cái duyên. Thì sau khi học xong cấp 3 thì chị cũng được chị họ của chị là chị Hồng Vân, chị là người định hướng cũng như là dìu dắt và chỉ bảo cho chị và hướng cho chị theo cái nghiệp chèo. Và chị Hồng Vân thì cũng là một người chị cũng soạn giả rất là tài năng và cũng giúp cho kênh của Thu Hòa cũng rất là nhiều những tác phẩm hay. Và từ đó thì chị càng có cái động lực và càng cố gắng hơn để đi theo cái nghiệp chèo này. Khi mà đến với bộ môn chèo này thì cái khó khăn ban đầu ấy của nghệ sĩ Thu Hòa gặp phải đó là gì ạ? Cái khó khăn ban đầu của chị gặp phải thì là cái cách phát âm. Cái phát âm đại từ. Bởi vì chị ở miền quê ra mà. Và cái tiếng địa phương của chị nó rất là nặng. Ví dụ như cái từ con, cái từ mẹ và cái từ trẻ, ví dụ thế. Nó rất là nặng. Thế khi mà chị mà lên nhà hát chèo Hà Nội ấy, thì được mọi người, khi mọi người phát hiện ra là mình bị tiếng địa phương nặng như thế, thì lúc đấy mình mới biết là mình bị tiếng địa phương, chứ còn mình có biết là mình tiếng của mình nặng đâu. Thế sau đấy rồi mình tập trung vào mình chỉnh sửa, và chị nghĩ phải đến 2-3 năm sau thì chị có nghĩa là bây giờ tiếng của chị nó vẫn nặng nhưng mà nó đỡ đi thôi. Nhưng mình phải thay đổi, mình cũng phải thay đổi luyện tập để làm sao để cái cách phát âm rồi cái đài từ của mình nó chuẩn hơn. Đúng rồi. Và đấy có phải là một cái thứ mà khiến cho mình nhiều khi cũng mặc cảm khi mà mình hát ở trên sân khấu không ạ? Trong mặc cảm đấy, bởi vì khi mà mình phát âm ra mà mình cứ cảm giác ui dồi, cái bạn này chắc là ở quê rồi, đặc xịt đến địa phương rồi. Thì tự dưng mình có cái cảm giác như nó không tự tin. Đấy. Thì mình phải học thôi, mình phải tập thôi. Mình phải phát âm ra mà mình nhiều khi mình phải bảo là người bạn nghe hộ xem như thế là được chưa. Cũng phải yêu bộ môn này thì mới theo đuổi và mới gắn bó với bộ môn này lâu như thế. Thì lúc đấy có ai là người mà cũng truyền cho mình những nguồn động lực để tiếp tục với bộ môn này không ạ? Người mà truyền cho chị cái động lực, chị nghĩ là các thầy cô giáo của chị là đương nhiên rồi. Nhưng mà khi mà chị đi ra lên nhà hát chèo Hà Nội thì cái người mà truyền động lực cho chị nhiều nhất đó là nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền. Chị là người chỉ bảo chị những cái vai diễn đầu tiên là khi chị lên nhà hát chèo Hà Nội. Và chị luôn biết ơn chị. Là người mà truyền cho mình cảm hứng, nhiều cảm hứng nhiều nhất, hướng dẫn, truyền cho mình rất là nhiều những và cái cách mà chị dạy nó rất là dễ hiểu và mình dễ tiếp thu hơn. Nhưng trước đây khi mà mình chưa biết đến chèo và mình chưa hiểu về nhiều về chèo thì mình cảm thấy là bộ môn chèo này thế nào ạ? Trước thì thực sự là chị cũng không thích đâu, bởi vì là mình cũng thấy nó ia nhiều, nhưng cái thời của chị là đi học cứ 12 giờ 11 rưỡi, là cứ trên đường đi học về lại là 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền. Cô đại chúng nói Việt Nam. Thì cứ thấy nó cứ ấy thôi, chứ mình cũng không thấy nó hay. Thế khi mà học xong cấp 3 thì là thi đại học. Đấy, thi đại học xong chính là chị thi đại học văn hóa, nhưng mà cũng bị thiếu điểm. Thế sau đấy rồi chị mới về, và chị Hồng Vân chị ấy là cũng bảo là có cái lớp đào tạo diễn viên chèo như này ở Thái Bình. Thì em có tham gia không, em có học không?
Thế sau đấy thì chị bảo là thế có, thế chị làm hồ sơ cho em. Thế từ đấy rồi thì là mình, khi mình học rồi, mình học và mình ngấm và bắt đầu mình mới thấy yêu thích và mình mới thấy là à, cái môn nghệ thuật này nó rất là thú vị và rất là hấp dẫn. Và đến với người nghệ sĩ thì có lẽ là cái việc mà khổ luyện, việc mà phải rèn luyện mỗi ngày nó cũng là một cái điều mà đương nhiên để có thể hát được, để có thể đứng được trên sân khấu của nghệ thuật chèo. Nhưng với bản thân nghệ sĩ Thu Hòa thì ngoài cái việc mà mình phải sửa phát âm ra thì mình còn phải thay đổi, của mình phải rèn luyện điều gì nữa để mà có thể đứng được lên trên sân khấu ạ? Cái bước đầu tiên khi mà Thu Hòa học tập ở trường ấy là mình sáng ra mình phải luyện, mình phải luyện thanh. Và mình cái thời đấy thì nó không có cái trang mạng và không có những cái khi mình lướt mạng mình xem để mình học, mà mình có những cái băng đĩa đấy, và khi mình mở những băng đĩa của các nghệ nhân ra để mình học những cái luyến láy của người này, học luyến láy của người kia. Và khi mà mình ngấm vào rồi thì tự dưng những cái luyến láy nó tự ra và mình hát nó theo cái phong cách của mình. Và mình cũng học một cách gọi là thủ công, những ngày xưa là học qua băng đĩa đấy. Đúng rồi, qua băng đĩa. Và chính ra cái môn nghệ thuật chèo này là học theo cách truyền miệng. Thì nó sẽ dễ hơn. Đúng là rồi. Được những nghệ nhân, được những người nghệ sĩ đi trước, họ truyền lại kinh nghiệm của mình. Sau đấy thì mình cũng có những cái vai diễn giống như chị có chia sẻ, đấy là vai Thị Nở. Vai Thị Nở thì là không phải là một cái vai mà xa lạ gì với công chúng cũng như là với những người trong giới chuyên môn. Nhưng mình lại mang đến một cái màu sắc khác, mình mang lại những cái cảm xúc khác cho khán giả bằng một cái hình tượng, bằng một cái cách thể hiện của nghệ sĩ Thu Hòa. Thì lúc đấy thì để mình gọi là phân tích nhân vật và mình giải mã nhân vật đấy, thì vì sao mình lại lựa chọn cái cách là đưa nhân vật đến nó có những cái gì trong trẻo, nó có những gì hồn nhiên, thì vì sao hồi đấy mình lại lựa chọn cái cách tiếp cận như vậy ạ? Chị nghĩ là cái này là nó cảm nhận của mỗi một nghệ sĩ. Ví dụ như chị cảm nhận là cái nhân vật đấy mình thích diễn theo cách của mình và là nó có cái yếu tố đấy. Mình có góc nhìn của mình. Đấy, có góc nhìn của từng nhân vật. Và khi mà mình nhận một cái vai đấy thì mình phải có cái sự tư duy về vai diễn. Ví dụ như cái màn 1 mình diễn với cái cảm xúc gì, màn 2 mình diễn với cái cảm xúc gì. Và có cái tiết tấu nhanh chậm. Ví dụ như màn 1 thì mình diễn tiết tấu chậm, nhưng không thể màn 2 mình chậm được. Mình phải lúc chậm và lúc phải dồn cái tiết tấu lên, dồn cái cảm xúc của nhân vật lên. Thì cái vai diễn Thị Nở thì thực sự là chị diễn nó một cách rất là thoải mái. Và chị cũng rất vui bởi vì cái vai diễn này là cũng được khán giả nhớ đến chị nhiều hơn. Và khi mà nói đến vai Thị Nở này thì khán giả nhiều người cũng biết là
là đấy là nghệ sĩ Thu Hòa, thích nghệ sĩ Thu Hòa diễn. Thì đấy là một cái niềm rất là vui và một cái động lực rất lớn đối với chị. Sự yêu thích của khán giả nó cũng là cái nguồn động lực rất là lớn để cho những người nghệ sĩ mà cố gắng nhiều hơn. Và đặc biệt là với người nghệ sĩ như chị Thu Hòa thì không chỉ là cố gắng ở trên những sân khấu, trên những cái vai diễn đâu, mà chị Thu Hòa thì cũng là người mà có những hoạt động rất là tích cực trên những cái trang mạng xã hội, trên những cái nền tảng số. Mình biết tận dụng, mình biết sử dụng công nghệ để mình lan tỏa nó. Là thế hệ trẻ khi mà mình bắt đầu đến với những cái trang mạng xã hội cũng như là mình tiếp cận đến với khán giả thông qua nền tảng số như thế, thì cái khó khăn ban đầu mình gặp phải đấy là gì ạ? Chị nghĩ rằng là thứ nhất là nói về cái sự cái duyên, cái may mắn là chị được làm nghệ thuật, làm nghề đúng cái thời điểm của 4.0. Vì cái sự lan tỏa trang mạng thì nhiều hơn. Thì nó cũng là một cái áp lực đối với chị, là mình làm MV nhưng mình phải tìm một cái hướng đi của mình. Mình phải chọn cái đề tài nào mà để thu hút khán giả nhiều nhất. Đấy, và khi mà mình tư duy những cái tác phẩm về kịch bản, rồi là về kể cả trang phục lựa chọn thì để sao cho nó phù hợp, và mình làm sao mình phải kéo khán giả về đến với môn nghệ thuật chèo. Thế bước đầu đây, khi mà những cái gọi là MV đầu tiên chắc là nó cũng sẽ có những cái sự chưa tròn trịa, đúng không? Đúng rồi, cái MV đầu tiên thì chị làm quay có khi phải đến 3 lần. Bởi vì là mình mới làm, mình cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều. Và mình cũng không biết là khán giả thích gì, muốn gì. Đúng rồi, đúng rồi. Thứ nhất là về cái trang phục thì làm sao mình phải nó phù hợp. Ví dụ như cái bài đầu tiên mà chị làm là cái bài Luyện Nam Cung. Đấy thì nó cũng là một cái vai cổ. Thì mình cũng không làm cái vai gần như là thôn quê. Thì mình không thể mình mặc những cái trang phục nó quá lộng lẫy. Thế thì nó cũng không phù hợp, nó bị bật đến nhân vật. Thế là mình phải tìm lại trang phục cũ ngày xưa. Có nghĩa là chị phải kết hợp, không thể mặc những quần áo nó quá cũ được. Bởi vì mình phải bắt nhịp với cái thời hơi thở hiện đại nữa. Vì nếu như cũ quá hoặc nó không ấy thì mọi người xem mọi người sẽ bị chán. Nên chị lựa chọn một trang phục là cổ và một cái trang phục áo dài để chị cho nó thay đổi và cho nó tươi mới đi. Nghĩa là mình nhìn thấy được có một cái sự tiếp nối, đúng không? Tiếp diễn, đấy là có cả quá khứ và có cả hiện đại. Và mình sử dụng cả hình ảnh áo dài để nó trở thành một cái công cụ giúp cho khán giả đến gần hơn, tiếp cận dễ hơn. Và khi mà mình có những cái sự chuẩn bị cũng như là những sự nghiên cứu về kịch bản, nghiên cứu về trang phục nhiều hơn rồi thì mình cũng thấy được cái sự đón nhận của khán giả, đúng không ạ? Cái sự tương tác của khán giả. Cái hay ở trên mạng xã hội, một cái là mình làm tốt hay là mình làm chưa tốt là khán giả sẽ phản hồi ngay. Nó khác hẳn với ở trên sân khấu truyền thống hay là sân khấu chèo, đấy là mình chưa cảm nhận được quá nhiều quá rõ. Nhưng mà ở trên mạng xã hội thì mình nhận được ngay những cái phản hồi của khán giả để mình thay đổi nó và mình thích nghi với trang mạng xã hội, đúng không ạ? Khi mà đến với những cái trang mạng xã hội đấy thì những cái kịch bản cũng như khi mà mình lựa chọn những cái bài hát đấy thì chị Hòa sẽ lựa chọn những cái ca khúc cũng như những cái câu chuyện như thế nào? Cái thời điểm mà chị mới bắt tay vào làm những cái MV chèo ấy, thì cái thời điểm đấy thì chị chọn 5 tác phẩm. Thì chị lựa chọn 2 tác phẩm là chèo cổ và 3 tác phẩm là chèo mới. Đấy, và trong cái thời gian mà mình lựa chọn về kịch bản ấy thì mình cũng phải tham khảo và mình phải nghiên cứu là những cái tác phẩm mình phải chọn lọc làm sao để cho nó đắt nhất. Và những cái làn điệu chèo mới thì mình phải nhờ một cái soạn giả nào viết theo cái chủ đề mà mình cảm thấy nó đang thịnh hành và đang được khán giả yêu thích. Những cái chèo cổ thì nó là cái câu chuyện mà xưa và mình vẫn phải giữ nguyên cái cách hát cũng như là cái giá trị bên trong. Những cái chèo mới thì nó lại phản ánh được đời sống hiện tại và mình được có những cái sự sáng tạo riêng, mình có những cái góc nhìn riêng, đúng không? Đúng rồi, khi mà hát chèo cổ thì bọn chị cũng áp lực hơn. Bởi vì là chèo cổ thì có rất nhiều những cái nghệ nhân đi trước để hát hay rồi. Nó có lề lối. Đúng riêng, rồi, nó có lề lối. Và nó có một cái khuôn phép riêng.
Thế khi bọn chị, tất nhiên là bọn chị thế hệ sau thì không thể thể giỏi bằng thế hệ trước được. Thế là khi mình hát thì mình cũng bị áp lực đấy. Còn khi hát chèo mới thì bởi vì những cái chèo mới thì chị đặt hàng riêng của chị thì chưa có thể ai hát. Chưa ai hát thì chị có thể là hát theo cái phong cách của mình cảm nhận được là à cái bài này hát cái cảm xúc như nào và mình mặc cái trang phục như nào. Đấy thì nó sẽ dễ hơn. Và được khán giả đón nhận từ chèo mới nhiều hơn. Chị thì cũng rất là may mắn vì khán giả đón nhận không những chỉ chèo mới mà chèo cổ khán giả cũng rất là đón nhận rất là nhiều. Thế là mình lại cũng thành công được ở cả hai lĩnh vực. Chị thì lúc đầu cũng nghĩ là chị chỉ làm gọi là đến 5-6 sản phẩm để mình làm kỷ niệm thôi. Và tính đến bây giờ thì là bao nhiêu sản phẩm rồi ạ? Đến bây giờ thì chị làm hơn 100 sản phẩm gốc và có hơn 100 sản phẩm làm karaoke để cho mọi người vào hát cùng với chị. Và hiện tại thì chị cũng có một cái kênh chèo Thu Hòa và kênh thơ Thu Hòa. Thì cả hai cái kênh đấy thì cũng được khán giả đón nhận rất nhiều. Và cái kênh của chị thì được lan tỏa không chỉ ở trong nước mà cả ngoài nước nữa. Cái cơ duyên để làm sao nó lan tỏa đến ra nước ngoài thì là bằng... Cái cơ duyên thì chị nghĩ là chị làm cái tác phẩm nghệ thuật chị rất là chỉnh chu. Chỉnh chu về âm thanh và chỉnh chu về hình ảnh. Âm thanh ví dụ MP3 ấy, có thể chị thu lại đến lần thứ hai và lần thứ ba. Nếu như chị thấy chất lượng hoặc nó không được ưng ý thì chị sẽ làm lại. Mặc dù là trên nền tảng mạng xã hội thì nó không có quá nhiều khắt khe, nhưng mình phải tự bản thân mình khắt khe với sản phẩm của chị mình. Chị nghĩ là bản thân mình phải chỉnh chu, phải khắt khe, mình phải nhìn được đã thì khán giả mới thấy là mới chấp nhận và mới thấy cái hay được. Chứ bản thân mình thấy là nó còn lăn tăn thì chắc chắn là người khác cũng khi mà đăng lên thì lại chắc chắn là cũng sẽ không đón nhận được nhiều tình cảm như thế. Thì cái kênh của chị hiện tại thì bây giờ là được 250.000 khán giả đăng ký và theo dõi. Kênh của chị thì cũng được tầm khoảng hơn 150 triệu view. Lúc đầu khi mà mình đến với nhiều đối tượng khán giả khác nhau, cái việc mà để mình lựa chọn bài hát hay lựa chọn phong cách ấy, nó có phải là vấn đề, nó có phải là khó khăn không? Chị nghĩ đó cũng là một cái vấn đề khó khăn. Bởi vì cái bộ môn của chị ấy thì thường cái đối tượng khán giả là từ 40 trở lên. Nó cũng già hơn một chút. 40 trở lên đến 50-60. Sau khi mà chị làm kênh thì những cái dữ liệu, những cái liệu trên kênh thì lại những cái tầm tuổi ví dụ như 20 hoặc 30 cũng chiếm một cái số không lớn, nhưng mà cũng là so với chị đấy là cũng một cái đáng mừng. Bởi vì là thế hệ trẻ cũng đã bắt đầu theo dõi, quan tâm tới cái môn nghệ thuật truyền thống này. Đấy, và nó cũng là một cái động lực để cho những nghệ sĩ như chị làm nhiều MV hơn và để cũng chung tay để giữ gìn môn nghệ thuật truyền thống. Khi mà chị quyết định ra những cái karaoke chèo ấy thì chị nghĩ là để cho mọi người vào hát vào nhiều và để chị muốn là cho mọi người hát nhiều và mọi người ngấm. Và khi mọi người ngấm ấy thì mọi người sẽ yêu môn nghệ thuật này hơn. Và đến bây giờ thì chị thực sự là chị rất là vui bởi vì chị đã làm được cái điều đấy. Vì những cái bản MV chính của chị có những cái bài mà chưa chắc cái lượt karaoke hát lại nhiều cái MV chính ấy, nhiều bằng karaoke. Đấy, có nghĩa là mọi người vào hát nhiều hơn. Đấy, và đấy là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Mình không chỉ là một cái sân chơi riêng của mình mà mình còn tạo ra một cái sân chơi để cho nhiều khán giả được đồng hành cùng với mình
đúng không ạ? Ê, có người bảo Thu Hòa ơi, anh hát với Thu Hòa ngày nào anh cũng song ca với Thu Hòa, ngày nào anh cũng hát song ca với em, hoặc là hôm nào có dịp em cho anh song ca cùng với em nhé. Rất là vui, rất là thú vị khi mà mình cũng có thêm được nhiều những cái khán giả yêu mến, và mình có những cái cách để mà tiếp cận với nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Vì cái cơ hội để mà đến được với sân khấu chèo, đến được với những sân khấu truyền thống nó không có nhiều, kể cả ở các tỉnh hay là ở các địa phương, thì những cái suất diễn này hay là những cái buổi biểu diễn ấy, thì nó không có nhiều cơ hội. Thì những cái không gian như mạng xã hội hay là những cái không gian ở trên nền tảng số, nó là một cái cơ hội rất là tốt, nó là một cái sân khấu cho những người nghệ sĩ thể hiện nó và tìm ra được những cái chìa khóa để mà tiếp cận với khán giả của mình. Giống như việc mà chị có chia sẻ là làm sao để kết hợp vừa có yếu tố truyền thống nhưng vừa phải có những cái hơi thở của thời đại, để khán giả vẫn cảm nhận được, vẫn hiểu và vẫn nghe được những cái ca khúc đấy, vẫn thấy thích những ca khúc đấy, thì nó rất là khó khăn, đúng không ạ? Cái kênh của chị thì chị cũng làm được rất nhiều sản phẩm và chị luôn thay đổi. Ví dụ như chị đã nhận được một cái đơn đặt hàng Huế chẳng hạn, thì chị cho cái hò Huế vào, chị kết hợp và chị tạo một cái màu sắc riêng của Huế. Chị nhận được một cái tác phẩm hát về Hà Tĩnh, thì chị lại đưa cái chất liệu hò dân ca ví dặm vào. Thì đấy, thì khi mà mình hát lên thì nó lại cái mang âm hưởng của dân ca ví dặm. Nghĩa là luôn luôn phải thay đổi, luôn phải sáng tạo và phải có những cái chất liệu mới nữa. Và sắp tới thì chị cũng làm một cái tác phẩm về miền Tây, vào trong miền Tây quay hát chèo, nhưng mà lại ngâm cái hò miền Tây đấy. Và chị luôn luôn là muốn thay đổi để cho khán giả thấy được cái sự tươi mới của cái kênh chèo của chị. Nghĩa sự tươi mới, sự sáng tạo rất là quan trọng. Nhưng tuy nhiên thì với nghệ thuật chèo truyền thống thì nhiều khán giả, Mạnh Khang nghĩ rằng là cũng sẽ chưa thể làm quen được cái việc mà nó mới quá như thế, đúng không ạ? Mình phải tính toán kết hợp làm sao cho nó vừa đủ. Chứ không thể ví dụ như một cái bài mà tầm 5 phút mà mình hò 3 phút thì cũng không ai xem. Mình chỉ vừa đủ để cho cảm nhận là à, cái tác phẩm này nó có màu sắc của Huế, tác phẩm này nó có màu sắc của dân ca, ví dặm đấy, và tác phẩm này nó có mang âm hưởng của miền Tây. Đấy. Nghĩa là cái liều lượng mình đưa vào đấy nó phải vừa hạn phải, chế. Đấy, mình phải tính làm sao cho nó vừa đủ đấy, thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Cái đấy cũng là những cái thách thức rất là lớn đối với những người nghệ sĩ như là chị Thu Hòa. Khi mà mình vừa phải làm mới mình nhưng mình cũng vừa phải làm cho những sản phẩm đấy nó có những cái giá trị về văn hóa và nó vẫn giữ được cái màu sắc của chèo, đúng không ạ? Và với những cái sản phẩm cũng như là với những cái công việc đấy thì cái buổi lưu diễn hay là những cái buổi biểu diễn bên ngoài ấy, thì nó có bị ảnh hưởng không ạ? Khi mà mình phải tập trung rất là nhiều thời gian cho việc mà sản xuất các MV. Cái việc mà chị phát triển kênh ấy, thì chị cho ra đều đặn vào thứ bảy hàng tuần, cả kênh thơ và kênh chèo. Thì khi mà chị có những cái show diễn thì chị sắp xếp, ví dụ như chị tuần này chị phải ra 2 MV hoặc 3 MV thì chị đã phải có thời gian chị chuẩn bị rồi. Đấy, và chị khi mà mình nhận được show diễn thì nó cũng không làm ảnh hưởng gì đến cái chương trình phát của mình. Chị có thể những cái MV chị quay từ đầu năm ngoái, đầu năm mà đến cuối năm nay chị mới phát. Có nghĩa bây giờ trong cái kho ấy, cái kho dự trữ kênh của chị nó có tầm khoảng đến chục MV để mình dự trữ những cái lúc mà mình bận mải show diễn thì mình lại lấy những tác phẩm đấy mình đăng. Đấy, coi như là cái kho dự trữ MV của chị. Và mình cũng rất là phải đầu tư cũng như mình nghiêm túc với cái kênh trên mạng xã hội này, đúng không ạ? Mặc dù nó là một cái kênh trên mạng xã hội nhưng mà nó lại là một cái kênh mà giúp cho mình tiếp cận nhiều hơn với khán giả và nó cũng mang lại những cái giá trị cho người nghệ sĩ cũng như cho nhiều đồng bào ở xa. Giống như chị chia sẻ là ở trên mạng xã hội thôi, nhưng mà cũng rất là nhiều những khán giả ở bên nước ngoài, họ có thể tiếp cận, họ có thể lắng nghe, họ được có thể được chia sẻ với mình. Thì đấy cũng là một cái niềm vui rất là lớn của những người nghệ sĩ khi mà mình những sản phẩm của mình được đón nhận, những sản phẩm của mình, và đặc biệt là với bộ môn nghệ thuật truyền thống như chèo. Chị cũng rất là vui bởi vì sau 5 năm chị làm kênh thì cái kênh của chị nó được lan tỏa rất là rộng. Nhiều những khán giả ở trong nước, ở các tỉnh thành thì thường nhắn tin hoặc những cái phản hồi rất là tích cực. Đấy,
và không chỉ những khán giả ở trong nước và những khán giả quốc tế, những người mà có thời gian học tập và làm việc bên nước ngoài, thì khi mà mình nghe họ nghe lại những cái làn điệu dân ca, những cái làn điệu hát chèo của chị thì họ nhớ lại cái tuổi thơ và nhớ lại cái thời thơ ấu của cuộc và nhớ quê hương. Thì khi mà người ta nghe những cái làn điệu hát chèo của chị thì người ta cảm thấy nó có gì đó nhớ quê, thân thuộc đấy, thân thuộc đấy. Và cũng nhắn tin phản hồi và cũng nhiều nơi cũng mời Thu Hòa sang biểu diễn. Là cũng tự tạo cho mình thêm những cái cơ hội đúng không ạ? Cơ hội để được biểu diễn, để được tiếp cận đến với nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Và những cái sản phẩm âm nhạc của mình như bây giờ thì mình sẽ có một cái gọi là phân chia, là một nửa là chèo truyền thống, một nửa là chèo hiện đại không? Hay là nó sẽ được phân chia như thế nào ạ? Những cái tác phẩm mà chị đăng tải thì sau 5 năm làm kênh ấy, thì bước đầu mới làm ấy, thì chị chọn lọc một nửa chèo cổ và một nửa chèo mới. Và trong cái thời gian mà Covid ấy, là chị làm một loạt chèo cổ để chị gần như là chị để lan tỏa, để cho mọi người biết chị nhiều hơn. Và sau khi mà chị làm những chèo cổ xong rồi thì chị lại tập trung làm vào các cái đề tài, ví dụ như bộ đội, ví dụ như công an, ví dụ như là về đám cưới, ví dụ sinh nhật đấy, rồi là kể cả những ngày giỗ đấy, là mình có những cái tác phẩm ví dụ như giỗ cha hoặc giỗ mẹ là mình có thể hát. Khi mà kết hợp giữa yếu tố nghệ thuật chèo với những cái đề tài đấy thì nó có gặp trở ngại gì trong việc mà thể hiện không ạ? Ví dụ như mình muốn hát đề tài về biển đảo chẳng hạn, thì đương nhiên là mình phải ra biển, đúng không? Chứ nếu như đề tài biển đảo mình đứng ở trong đất liền hát thì nó không hấp dẫn và nó không mọi người xem nó không đúng với cảm xúc. Thì cái bài mà chị cảm thấy là nó cũng rất là khó khăn đối với chị là khi mà chị hát cái tác phẩm Khúc Tâm Tình Trên Đảo. Đấy là mình hát về một người lính biên phòng. Cũng rất là may khi mà chị làm cái bài hát chèo về Khúc Tâm Tình Trên Đảo ấy, thì được các đơn vị cũng là tạo điều kiện để giúp đỡ chị. Ví dụ như cho chị mượn cả một cái tàu rõ là to, rồi là huy động các anh em chiến sĩ để giúp chị để hoàn thành cái tác phẩm đấy.
Và bây giờ thì mọi người xem, mọi người nói là cái tác phẩm đấy như là gần như là tàu Titanic đấy, mọi người có cảm giác như thế đấy. Và sau khi mà làm xong rồi thì bản thân chị cũng thấy rất là ưng ý, bởi chị cũng không nghĩ là chị lại đứng một trên một cái con tàu mà chị mà cano đấy em ạ. Tàu thì đương nhiên là tàu to rồi, nhưng cái cano nghĩa là lướt mạnh và nhanh, mà chị thì cứ run, chị cứ bám chặt cái phòng em ạ. Đấy, hai chị em quay cũng chặt cái phòng. Thế cuối cùng là khi quay xong rồi là nhìn thì mình cũng thấy là không biết hiểu vì sao mà mình lúc đấy mình lại dũng cảm thế. Đấy. Mình sợ sóng, sợ biển sóng đúng không ạ? Mà mình lại có được cái sự ưu ái và được cái sự đón nhận và cái sự hỗ trợ nhiều như thế đến từ các cái chiến sĩ đúng không ạ? Và mỗi một cái tác phẩm, mỗi một cái đề tài của mình nó lại cũng không chỉ là một cái tác phẩm nghệ thuật mà nó lại là một cái câu chuyện để phản ánh về xã hội. Thông qua nghệ thuật chèo mình lại được lan tỏa, mình lại được chia sẻ về những cái cuộc đời, về những sự khó khăn của những người chiến sĩ hay là những người lính. Thì đấy cũng là một cái giá trị mà Mạnh Khang nghĩ rằng là rất là tuyệt vời đến từ những người nghệ sĩ, không chỉ làm tốt cho bản thân mình mà làm tốt cho cái cuộc đời cũng như là những cái câu chuyện xung quanh của chúng ta. Và với năm 2024 cũng như 2025 thì mình có những dự định cũng như cái kế hoạch gì với âm nhạc và đặc biệt là với nghệ thuật chèo ạ? Chị thì chị là một nghệ sĩ chèo, thì trong tương lai thì chị cũng có rất nhiều những dự định. Chị cũng sẽ tiếp tục làm kênh và chị phát triển thêm. Cũng hiện tại chị đang có hai kênh, kênh chèo và kênh thơ. Thì sang năm 2025 thì chị cũng sẽ tập trung vào cả kênh thơ nữa để lan tỏa thêm một cái mảng thơ nữa để khán giả biết chị nhiều hơn. Mảng thơ cũng là một mảng rất là thú vị đúng không ạ? Ngâm thơ. Ngâm thơ thì chị lại ví dụ như những cái MV chèo thì chị đăng vào 8 giờ sáng. Sáng thứ bảy. Nhưng những cái MV những cái MV thơ ấy thì chị lại đăng vào 7 giờ tối. Đấy, để chị buổi tối thì mọi người nghe thơ. Và với không gian của lời tự sự thì không biết là chị Thu Hòa có thể gửi tặng đến các quý khán giả một đoạn nào đấy, một cái ca khúc nào đấy mà mình cảm thấy rất là ưng ý được không ạ? Thu Hòa sẽ hát tặng quý vị khán giả cũng như Mạnh Khang một cái bài hát hát chèo lời mới, lời du quê hương, soạn lời Hồng Vân, âm nhạc của Trần Xuân Hiền. Con lớn lên trong lời du của mẹ, bên rặng tre đồng lúa bãi dâu. Nay dù có ở nơi đâu, vẫn nhớ mẹ, nhớ quê hương yêu dấu. Quê hương yêu dấu, kỷ niệm đong đầy, gửi vào câu hát tình người nơi đây. Nâng bước con đi khắp miền đất nước, bởi lời du tha thiết thân thương. Rất là ngọt ngào đúng không ạ? Và một cái cách gọi là hát chèo nhưng mà mình có phổ thêm một chút thơ ở trong đấy đúng không ạ? Gọi là nói thơ. Thế là làm cho khán giả cũng được cảm nhận với nghệ thuật chèo bằng nhiều phương thức khác nhau. Là một cái lớp thế hệ những người nghệ sĩ rất là trẻ. Phía trước thì là rất là nhiều những người mà đã rất là thành công với nghệ thuật chèo như là nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan hay là nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân. Thì với nghệ sĩ ưu tú Thu Hòa, mình có bị áp lực trước cái bóng của những người nghệ sĩ lớn không ạ? Áp lực em ạ. Bởi vì những cái thế hệ bậc tiền bối rồi đã có sự ghi nhận rồi. Nhưng mà chị nghĩ rằng là mình là thế hệ sau thì dưới cái bóng của những thế hệ đi trước thì mình càng phải cố gắng hơn nữa. Và chị Thu Hòa nghĩ rằng các nghệ sĩ thì đều có một cái thế mạnh riêng. Nhưng với chị thì chị cũng rất may mắn là chị được tiếp cận khán giả ở những trang mạng xã hội. Thì mình cũng có nhiều cái cơ hội hơn. Và mình cũng có nhiều cơ hội để học hỏi. Và Thu Hòa nghĩ rằng là phải cố gắng thật nhiều và nhiều hơn nữa. Ngoài việc là mình diễn ra thì mình còn có những cái phần đọc thơ này, rồi có những cái phần mà hát nữa. Thì những cái thế mạnh cũng như là những cái sở trường đấy là nó đến từ khi nào? Ngoài những cái bộ môn nghệ thuật hát chèo thì Thu Hòa cũng rất thích hát chầu văn.
hát sẩm và hát những làn điệu dân ca. Thì mình cứ hát thôi, mình đi diễn, mình được hát những làn điệu dân ca rồi là chầu văn hoặc sẩm thì tự dưng mình cũng thấy yêu và nó ngấm vào mình, lúc nào mình cũng không biết nữa. Những sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội như là hát chèo cũng như là thơ ấy, thì mình mong muốn là truyền tải những thông điệp như thế nào đến với khán giả? Qua những cái nền tảng về hát chèo, về hát chầu văn và thơ thì Thu Hòa muốn là kéo những khán giả đến với môn nghệ thuật truyền thống nhiều hơn và mong là mọi người đều chung tay và để giữ gìn cái môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Rất là cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thu Hòa ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình Lễ Sự, và hy vọng rằng là với câu chuyện của mình cũng như là cái cách mà chúng ta đang nhìn thấy nghệ sĩ ưu tú Thu Hòa cùng với nhiều nghệ sĩ trẻ khác lan tỏa nghệ thuật truyền thống thông qua những nền tảng mạng xã hội thì nhiều khán giả sẽ được tiếp cận với nghệ thuật truyền thống nhiều hơn và yêu hơn, hiểu hơn về bộ môn nghệ thuật truyền thống như chèo hay là chống văn của mình. Cảm ơn Mạnh Khang, cảm ơn những khán giả đã theo dõi và lắng nghe những cái lời tự sự của Thu Hòa về môn nghệ thuật chèo. Cuộc trò chuyện cùng với nghệ sĩ ưu tú Thu Hòa đã khép lại chương trình Lời Tự Sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau. Xin chào.